Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel youtube của mình Hải nhá hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với uh, siêu xe anh em nhá Và mức vốn hôm nay mình mang vào là một rưỡi anh em ạ Và bây giờ mình sẽ tiếp tục uh, quay siêu xe cho anh em xem và tham khảo nhá Ok anh em này, đây gần nhất thì đá uh, đã về cho mình BN đúc rồi Đó, Ok chưa về B đúc nha anh em nhá. Đó thì uh, sau khi đã về B đúc rồi mà ở dưới này vẫn đang là cửa đổi anh em nhá. Và gần nhất nữa là về hai siêu xe anh em ạ. X10 và X40 luôn anh em này. À X30 anh em ạ. Xin lỗi anh em. Thì mình sẽ tham khảo về bốn cửa đầu tiên anh em nhá. ấy Mazda này, Wukbon Chen này và Khai Lát này. Đồng thời lọt 100k ở X20 luôn anh em ạ. Rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mình đã thành công về cửa đầu tiên. Đấy, ngon lành chưa? Về Khai Lát anh em nhá. Rồi, về Khai Lát anh em ạ. Rồi thì cửa đầu tiên mình đã thành công rồi và bây giờ mình sẽ tiếp đổi cửa thứ hai anh em nhá đây bên lúc này ok chưa quốc che này rồi mazda này Đấy. đồng thời anh em ạ mình sẽ vẫn nó lại với à, à, x 20 anh em nhá đó ui giời tuyệt vời luôn anh em ơi ngon rồi Đấy, lần này thì đã về cho mình x 20 mươi mặc dù là mình lót hơi thấp anh em ạ chỉ năm k thôi nhưng mà mình đã có 50 là về một mét rồi anh em ạ đó đơn giản là nhân 20 mà anh em rất cao anh em nhá À đã liên tục đổi cho mình thành công anh em ạ, mấy cửa rồi anh em nhá. Và đặc biệt nữa anh em nhá, đổi ở cửa X20 hay là X40, đặc biệt là về siêu xe anh em ạ. Đó, cũng có về khá là dày anh em nhá. Đây rồi anh em này, tiếp tục anh em này mình đã lọt về X mà 5 anh em ạ, ấy, mã Đà nhá. Về mát Đà đẹp chưa? Đó, mặc dù mình chỉ đi ba cửa thôi, mỗi cửa như vậy là 100 anh em nhá. Đó, ok chưa? Đây sau khi anh em này đấy về mặt đa rồi mình sẽ chuyển mặt đa nhá nói chung là cửa này mình sẽ đi bốn à, à, cửa thôi hai trên hai hai siêu xe anh em ạ x 10 x 20 này ở dưới mình sẽ quốc bon và khai lát nhá ôi thôi rồi anh em ơi không thành công rồi đấy cửa này đổi về cho mình uh, à, bên đúc rồi anh em ạ quá tiếc nhá đấy đổi về bên đúc cửa này rồi thì quá tiếc luôn anh em ạ rồi không sao anh em nhá không sao cửa này mình sẽ làm lại này đây nếu như mà về bên đúc cửa này rồi anh em ạ thì bây giờ anh em nhá bây giờ này mình sẽ đổi lại về mắt đà nhá đó ok giờ là này mình vẫn sẽ đi bốn cửa anh em nhá nói chung bốn cửa là vẫn ok nhất anh em ạ đây rồi chắc chắn rồi anh em ạ rồi quốc bon chen anh em ạ không phải nói nhiều anh em nhá không phải bàn cãi anh em ạ đã thành công nhá quốc bon chen tuyệt vời chưa đây ok quốc bon chen rồi đấy nếu như mà đã về quốc bon chen rồi anh em nhá về quốc bon chen rồi bây giờ mình sẽ đây mình sẽ đổi lại anh em nhá đi về b đúc này đó vẫn đổi anh em bốn cửa nhá bởi vì nó đang đi cơ đổi anh em này anh em thấy không ạ đang cơ đổi thì tất nhiên mình phải đi theo đổi rồi đúng không ạ rồi Cửa này lại không về đổi rồi lại tiếp tục về cho mình cửa đôi anh em ạ về quốc bon chen anh em nhá vậy là về đôi cửa đầu tiên anh em này đó, cửa đầu tiên hiện tại là về đôi thì bây giờ mình sẽ cân nhắc về đôi đây anh em ạ bởi vì nó đã có dấu hiệu về đôi chắc chắn nó sẽ có về đôi anh em nhá rồi thì mình vẫn đổi ra anh em nhá đó chắc nhiên là mình sẽ không đi về cửa ba rồi Đấy, vẫn đổi về uh, mặt đà này khai lát vào bên lúc anh em nhá đây rồi chắc chắn anh em ạ về cho mình khai lát rồi ấy đẹp nhá đó lấy lại về cho mình mét sáu rồi quá ngon anh em ạ nói chung là bình tĩnh thôi bây giờ mình đang vẫn đi với bốn cửa thì thoải mái luôn anh em nhá 3 đến 4 cửa nhá. Đó thì tất nhiên anh em phải đi đúng anh em ạ, quá không nên quá. Anh em nhá, không nên quá à, 5 cửa anh em ạ. Đó, chị không được quá 4 cửa anh em xin lỗi anh em nhá. Chị đi 4 cửa đổ lại thôi là đúng anh em nhá. Đây rồi anh em này. Trở lại cho mình với tiếp tục quốc bon chen anh em ạ. Tuyệt vời chưa? Đó, ngon như anh em, mình đã lên được hai mét rưỡi rồi đây anh em ạ. Đó, cửa này thành công rồi anh em nhá. Đây anh em này, bây giờ cái dấu hiệu của nó này về đôi này ví dụ như này quốc bon này hay khai này hai cửa này chắc chắn là về đôi rất cao đấy bên lúc thì mình chỉ lót thôi anh em nhá nếu mà về thì mình chỉ về đổi thôi đấy riêng à, à, x 20 mình lót đẹp luôn anh em ạ trời ơi ok anh em này cửa này mình lót đẹp luôn x 20 anh em này Sợi ngon luôn anh em ạ ngon luôn một trăm anh em nhá về cho mình nhân 20 mươi về hai em nhá đó thì đã thành công như vậy thì bây giờ mình đã lên được à ba mét rưỡi anh em ạ bây giờ mình sẽ đi thêm cửa này anh em này đấy, mình đi thêm cửa này nữa này nếu cửa này thành công tiếp tục thêm cửa này anh em ạ đúng không ok cho anh em đấy rồi chắc chắn rồi chắc chắn rồi mắt đa thôi trời ơi thôi rồi anh em ơi không thành công rồi không vượt qua một chút xíu nữa anh em ạ bên lúc mình đã lót sẵn rồi mà không đi qua nữa anh em ơi ôi mình sẽ nghiên cứu thêm một cửa này là anh em này nếu như mà cửa này không thành công thì cũng nghỉ luôn này, anh em ạ nghỉ luôn thì mình sẽ đi hai cửa thôi anh em nhá đó thì nếu như không thành công thì hôm nay về ba mét thì mình cũng đã có mét rưỡi rồi đúng, đúng anh em bởi vì mình mang vào mét rưỡi mà anh em qua ngon lành rồi anh em trong vòng 5 phút thì kiếm đâu ra anh em đúng không đây rồi anh em ạ đây về lại cho mình khai lát rồi anh em ơi ok anh em nhá ba mét rưỡi nhá đó anh em thấy chưa đó là cách mà anh em ạ, à, mình ăn non tháng ngày luôn anh em nhé Thật sự luôn, quá ok luôn anh em ạ à, với 3 đến 4 cửa nha. Mặc dù là hôm nay tỷ lệ mình đọc cửa là chỉ có đạt 85% thôi, nhưng mà mình cũng đã thành công được ba mươi rưỡi anh em nhá. Ok, chào nhau